Môn tin học ngoài những tiết thực hành sinh động trên máy thì học sinh còn phải ôn luyện những tập tài liệu dày cộp để nắm bắt hết cách dùng máy tính, những công thức của Excel, Word. Ngoài ra những lý thuyết này còn được dùng để kiểm tra học sinh trong các bài thi viết. Nói chung, giống như nhiều môn học khác, các công thức tin học cũng khá lằng nhằng, đọc nhiều dễ khiến học sinh đau đầu, chóng mặt. Có lẽ hiểu được điều này nên một thầy giáo ở Trà Vinh đã có biện pháp khá đáng yêu để giúp giải tỏa căng thẳng, cũng như cổ vũ tinh thần học tập cho học sinh thân yêu của mình. Cụ thể, trong tập tài liệu tin học phát cho học sinh, giữa một loạt các mục A, B, tờ đầy những công thức rắc rối, thầy giáo nhẹ nhàng thêm một mục giờ nghỉ mệt chút xả xì. Ảnh Nguyên Thuy Song Trường Người Ta. Hình ảnh về tập tài liệu ngay sau khi được chia sẻ trên nhóm Facebook Trường Người Ta đã gây bùng nổ mạng xã hội và nhận được yêu thích nhiệt liệt từ cư dân mạng. Đã có hơn 3,9 nghìn lượt like cho bài đăng. Hầu hết các bạn học sinh đều ngưỡng mộ sự hài hước của người thầy, đồng thời bày tỏ ước muốn có một người thầy tâm lý, đáng yêu như thế. Các bạn học sinh tỏ ra thích thú trước sự đáng yêu của thầy giáo. Trước đó, thầy giáo Lương Văn Huy cũng nổi đình đám trên mạng xã hội nhờ vào việc thêm những câu cực lầy lội phía dưới đề thi toán để không khí kiểm tra bớt nặng nề. Cụ thể thầy Huy đã thêm vào cuối đề thi, chỗ này là cuối trang, thừa giấy nên thầy viết vào, các em không cần đọc. Tuy nhiên chắc chắn các em sẽ tò mò mà đọc đến đoạn này. Thậm chí đoạn này, có khi cả đoạn này nữa. Ahihi đầu bút. Đề kiểm tra gây sốt của thầy Huy. Cách làm này của thầy đã khiến học sinh cười bò và làm cư dân mạng rầm rầm vỗ tay tán thưởng. Quả thật, nếu thầy cô giáo nào mà cũng vui tính, đáng yêu như thế này thì có phải sự nghiệp học hành của học sinh thật dễ thở và thú vị hơn rất nhiều.